bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thành nha. Thì hôm nay mình tiếp tục đến với cái đoạn sông này để coi những chiếc tàu kéo dòng những chiếc ghe biển đi ra khơi nè các bạn. Thì trước mặt mọi người đây là một chiếc tàu kéo màu vàng, kiểu là giống như kiểu Long An nha, đang dòng cái chiếc tàu cái ra nè. Cái chiếc này phải nói là rất là khủng long luôn các bạn. Wow, đoạn sông này phải nói là rất là hẹp nha, rất là chằng chịt luôn nè má ơi. Ở bên đó thì đang có đầu hai cặp ghe đang đậu bên đó chưa có đi nữa. Đây cái chiếc này nó lớn nè má ơi, lớn. Ghe này là ghe cái nha, cabin xám là nó sẽ dài trên 15 mét nha các bạn. Những cái chiếc như thế này thì nó đều có hộp đen hết trơn à. Hộp đen là giống như là cái hộp đen trên máy bay mà mọi người xem tin tức thời sự mà thường biết đó. Nó sẽ báo vị trí với mình hoạt động ở chỗ nào là biết hết trơn luôn. Chiếc này là cào đôi nha. Phân biệt được chiếc đực chiếc cái thì chiếc cái nó sẽ bự hơn nha các bạn. Bự hơn chứ bụng no hơn chiếc đực rất là nhiều. Đây là chiếc cái nè, chứ không phải là dây cẩu gì đâu. Chiếc này là cào đôi, tại vì nó không có ngán các bạn. Đây bây giờ thì cho các bạn xem ảnh quẹo cái cua nước xuôi xuống dưới này ha. Wow, cái cua này nó hơi gắt. Wow, nguy hiểm ghê ta. Đây là ngay ngã tư luôn các bạn. Cái chiếc này quá lớn rồi ta. Hôm nay thì mấy ảnh đi ra biển để mà đánh bắt nha các bạn. Những cái chiếc như thế này thì đánh bắt dùng xa không à. Quá lớn cái chiếc này luôn rồi. Giờ ngầu ghê đi. Cái cabin nữa nè. Chiếc này là không biết là có lấy nước đá chưa nữa các bạn, nhưng mà mình thấy có thằng lái nổi lên là chắc có thể là lấy được một mớ nước đá hay sao rồi. Cái mũi nó cũng tẩm rồi ha. Còn máy đi ra ngoài tắt cậu lấy nước đá thêm nữa. Các bạn vừa quẹo cua xong nè. Quá trời ngầu luôn rồi. Cái đường này nó rất là hẹp, bởi vậy đi mấy cái đoạn sông này cũng phải nói là cực kỳ nguy hiểm nha. Wow, lớn quá lớn. Đây nè các bạn, thì bây giờ mình đã chạy lại trước đầu mũi ghe để mà quay ngược lại cho mọi người xem đây. Đây ảnh vòng tới đây rồi nè. Trời ơi, là nó kẹt cứng ngắc luôn kìa má ơi. Ở ngoài trước là như là có phà đồ dưới cái chiếc ghe biển nhỏ này chạy nhóc cho nè các bạn. Rồi quá đắt rồi, tại vì mình đang ở dưới đò nha. Cặp ở trong bờ thì có hai chiếc ghe biển, là một cặp chiếc được chiếc cái cũng đang đậu trong đó nè các bạn. Hôm nay thì nước ròng nên chảy nước xuôi nữa, nên Đà Nẵng giống như là bị ùn tắc giao thông luôn trời. Quá dữ thiệt, ảnh đi một cái là bích kinh luôn đó các bạn. Chiếc ghe biển gì động cái chiếc tàu kéo ở dưới này thì ở dưới vùng này Cà Mau, Kiên Giang đồ thì người ta không có sơn tàu kéo bằng cây giống như trên Long An nha các bạn. Thường thường là lắp keo rồi sơn màu này màu kia vô nữa, giống như là cho biết phân biệt vùng miền hay sao á. Đây các bạn, giờ mới đi nè. Rồi, quá lớn luôn các bạn. Những cái chiếc như thế này thì đánh bắt những cái vùng xa không à, dùng ở ngoài vùng sâu vùng xa, ngoài biển vùng xa không à. Còn những chiếc nhỏ thì đánh bắt cận bờ nha. Rồi đi cái muốn quất kinh luôn trời. Ở đây có một chiếc xe lan đang chạy lên này, chút xíu là sẽ đối mặt rồi. Má ơi, người ở dưới ta. Quá ở đây quá ngạt rồi, giống như là ủng tắc giao thông vậy. Rồi thì bây giờ chiếc tàu kéo nó kéo chiếc ghe biển chuẩn bị đánh qua cái cua gắt này nè các bạn. Đây cái cua này hơi gắt nha. Mình đứng ở đây thì nó hơi bị khuất tay vừa một chút xíu. Rồi nó lớn rồi má ơi. Chiếc này mỗi lần mà muốn đi ra khơi thì nó hơi khó khăn một chút xíu nha các bạn, tại vì phải dìu dắt như thế này đây. Rồi các bạn này, dòm cái nhà người dân này dưới cái chiếc ghe biển này các bạn so sánh đi nha. Rồi cái cabin thôi giống như là một cái nhà hai lầu rồi. Ngoài sao góc đít này ghê vậy. Ôi cái đít. Các bạn thấy là mỗi lần đi ra biển rất là khó khăn nha. Mấy anh tài công này phải nói là cũng giữ trời lắm mới chạy được những khúc cua như thế này các bạn. Tại vì bây giờ là nước xuôi nè các bạn, nên đi rất là khó khăn luôn. Ở ngoài sau rồi chưa những cái tình huống mà xà lan nó đổ ngược lại còn nguy hiểm dữ nữa. Quá trời nè. Hồi giờ nó đúng ngầu luôn các bạn. Giờ cái cabin nè. Các bạn coi cái nhà yến này nha. Đây cái nhà yến mà lớn mà cái cabin nè. Ông nội mẹ ơi, giống như là một cái nhà lầu vậy. Cái ghe biển này là không phải bị chết máy hay là hư máy nha các bạn. Tại vì ở trong cua này nè rất là hạn hẹp, nên phải cần những chiếc tàu kéo như thế này để dìu dắt. Cái thứ nhất là sẽ ngỡ tiền dầu, cái thứ hai là sẽ an toàn hơn. Tại vì cái chiếc ghe biển đánh lái nó rất là khó, mỗi lần mà bẻ lái nó rất là cực.
chứ không phải đơn giản giống như là một chiếc xà lan hoặc là chiếc ghe cây nhỏ nha. Trời ơi cái vỏ lãi. Trời ơi nguy hiểm quá. Vừa khích luôn còn cái đít nữa kìa, rồi dính cái lái rồi. Cái lái tấp qua kìa. Ông vỏ lãi ông không chịu chạy chỗ khác trời. Trời ơi cọ luôn rồi coi. Nhẹ các bạn ơi, nhẹ 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 nhẹ. Tới đây rồi nha, đằng này ha. Rất là nhanh luôn các bạn tại vì nước xuôi nè. Quá lớn chiếc này giống như là khủng long như trời. Cào đôi các bạn. Ghe cái. Xin nhắc lại là ghe cái là nó sẽ mập hơn những chiếc ghe đực nha. Để mà cho anh em dễ biết được chiếc nào là chiếc đực chiếc cái. Mình quay phim thì mình cũng phải phân tích cho mọi người hiểu như thế nào chứ để mọi người xem mà không biết chiếc nào chiếc đực chiếc cái thì nó cũng buồn lắm. Đây các bạn vào cái cabin 3 tầng nè. Đó, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Giống như là một cái nhà lầu nha. Quá trời nó dài nè các bạn. Những cái chiếc cabin màu xám thì nó dài trên 15 mét nha. Cái mấy chiếc này thì có hộp đen hết trơn rồi, giống như là máy bay vậy các bạn. Ồ anh này anh quẩy tay nè. Để tay chào nhau luôn. Các bạn đằng xa thì có một chiếc xà lan chuẩn bị vào cua nó đây ha. Cái chiếc này thì xà lan đá hai cabin hai đầu. Hai cabin còn được kêu là hai đầu đó các bạn. Thì ở bên mà ngành xà lan thì thường thì xà lan hai cabin người ta kêu bằng xà lan hai đầu không nha. Giờ mình kiểu như là cho nó ngầu á. Đây các bạn chuẩn bị đánh cua đây. Bây giờ thì nước sôi nữa. Cái chiếc này là tự hành nha. Tự hành là sao? Tự hành là nó không giống như chiếc bon với đầu kéo các bạn. Nó sẽ tự hoạt động ở trên một con thuyền luôn, một con tàu luôn. Người ta kêu đó là xà lan tự hành, giống như là mình tự hoạt động. Còn những chiếc xà lan bon thì cần phải đến sự trợ giúp của tàu kéo nên kêu bằng đầu bon và tàu kéo chứ không phải là xà lan tự hành ở bên kia. À, ở ngoài sau nè. Cái đít. Dài quá dài các bạn. Chiếc này chắc cũng cỡ tầm 700 tấn quá. Các bạn nè, xem vỏ lãi chạy nè. Rồi ôi, ở dưới vùng này là thịnh hành vỏ lãi nha các bạn. Tại vì ở dưới vùng Kiên Giang như thế này thì nó đường xe xe cộ rồi nó chưa được mở rộng. Chỉ có mới mở rộng gần đây thôi chứ còn mà khoảng tầm 10 năm trước á thì đa số là vỏ lãi. Đi đường bằng đường sông là nhiều. Còn bây giờ thì Cà Mau đồ cũng đang cải tiến lên rất là nhiều các bạn. Đang phát triển lên rất là nhiều rồi. Đây là cái chiếc ghe đực mà chung một cặp với cái chiếc hồi nãy này. Chiếc hồi nãy là ghe cái, chiếc này là ghe đực nha. Đây các bạn dòm nè, cái quán ghe nó sẽ khác hơn nhiều ha. Để cho mọi người phân biệt được chiếc nào là ghe đực, chiếc nào là ghe cái. Cái bụng nó sẽ không có no bằng cái chiếc ghe cái. Nó sẽ bóp nhô hơn chút xíu. Chiếc này là cabin xám đó nè các bạn. Thì những cái chiếc cào đôi lớn lớn cũng khủng như thế này thì còn là cabin xám thôi. Cái đó là bên cái lực đăng kiểm ở bên ngành biển. Ở bên đây. Để người ta phân biệt được ghe nào là ghe lớn, ghe nào là ghe nhỏ nha các bạn. Cabin xám thì trên 15 mét. Còn cabin vàng là dưới 14 mét. Có mấy anh chiếc này thì nhỏ nè bởi vì không có cần dòng nha các bạn. Còn chiếc hồi nãy chiếc cái lớn quá lớn nên phải bắt buộc phải dòng. Chứ tại vì ghe biển đánh lái mỗi lần đánh lái cực lắm đâu có qua nổi đâu. Cái bánh lái của ghe biển thì các bạn biết rồi. Chủ yếu là để cho mình chạy đường trường thôi. Chứ bánh lái ghe biển thì nó không có ôm cua hoặc là quay đầu gì nó tròn hết trơn các bạn. Phải xào chẻ dữ lắm thì nó mới tròn được. Đó các bạn thấy không. Cái chiếc này ủa sao hạ trụ hàng hải với tháo cái sàn khô hết trơn ta. Cái chiếc này như là không có sàn khô luôn các bạn. Hai chiếc ghe biển như thế này là một cặp nha các bạn, chứ đừng chiếc cái. Sau khi mà đi ra biển thì mỗi người mỗi bên là một cọng dây, căng cái miệng cào ra và sẽ kéo cào giống như là mình đi kéo lưới vậy đó. Cái đó là cái cách hoạt động của những chiếc ghe cào như thế này. Đây cái cọng dây ở trên cái xa này là cái cào này các bạn, là cọng dây cào nè. Nó có những cái cục chì đồ nó rất là nặng để mà cho nó chìm xuống dưới mặt nước. Đây các bạn dòm cái quán ghe này rất là nhỏ hồi nãy rất là nhiều nè. Đó, các bạn thấy là biết là giờ là biết ghe đực liền. Cabin 2 tầng. Quá trời cống khói ông nội mẹ ơi. Tàu tiếp tục đằng này thì thêm một chiếc ghe cái nữa đây các bạn.
quá lớn rồi. Ủa chiếc này không cần vòng luôn ta. Anh tài công này phải nói là đúng, là đúng chắc là tay lái cứng cựa luôn nè. Ghe cây á, mấy anh ghe mà kiểu giống như là ghe nhỏ nhỏ đó các bạn, gặp cái tình huống này phải nói là rất là rung giò luôn á. Tại vì mình đi ngoài trong nước thì mình thường hiểu là cái chiếc ghe biển nó không có linh hoạt bằng cái những chiếc ghe nhỏ rồi, bởi vì những cái tình huống mà tấp bơi rồi nó dễ xảy ra lắm. Quả trời lớn luôn ha. Ở ngoài trước này là có cái quả tiết này giống như là cái móc câu này các bạn, mà bữa hả mình làm cho cái chiếc mô hình của mình cũng những có vẽ đó. Những cái chiếc ghe như thế này hình như là bây giờ thì không có xài trụ hàng hải nữa nha các bạn. Đây các bạn dòng cái chiếc ghe này nè, người ta cũng đã bỏ luôn cái trụ hàng hải nè, chỉ xài cái cẩu chữ A 4 chân thôi. Xài cẩu chữ A 4 chân, trụ hàng hải hình như là nó không có tác dụng nhiều nên người ta tiết kiệm các bạn, thì sẽ không sử dụng nó nữa. Đụng con lươn luôn nè. Đây các bạn dòm nước kèo nè, dòm ngầu ghê các bạn. Chạy mà kèo kèo như thế này, khi mà mình đánh cua nước nó tràn lên con lươn miệng nó dòm nó đẹp lắm. Wow, quá đẹp luôn. Ghe cái nha mọi người, ghe cái lại sẽ bụng no hơn ghe đực rất là nhiều. Bụng no hơn cái quán nhìn nó hầm hố hơn. Còn cái đợt cái dòm nó nhỏ mà bụng mớp giống như là ốm vậy đó các bạn, chứ không phải mà dòm dây cẩu dây bọng gì mà để phân biệt ghe đâu nha. Ghe nào thì cũng có dây cẩu hết trơn, tại vì cào đôi thì ghe nào cũng như ghe nào. Ồ, cabin 3 tầng quá ngầu luôn. Mỗi lần đi là phải đem bình ga coi như thế này nè, để mà dự trữ cho những cái chuyến đánh bắt xa khơi nha các bạn. Nó đi giống như là một cái tòa nhà gì trời, giống như là thằng đèn nó di dời một cái tòa nhà vậy. Rồi thôi, cái video mình đến đây cũng dài các bạn. Thì mình xin kết thúc video đây nha, để mình kiếm những cái gì địa điểm nào đẹp đẹp xuống xíu nữa mình sẽ quay tiếp tục cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này. Mọi người thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ giùm mình nha.